Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Frontal TV. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được giới thiệu những tin tức quân sự nổi bật nhất trong những ngày gần đây. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hệ thống phòng không S300 vẫn đang ở vị trí sẵn sàng chiến đấu tại Syria. Thưa quý vị và các bạn, Kênh truyền thông avia pro ngày 14 tháng 5 vừa qua đăng tải một bức ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-300 mà Nga cung cấp cho Syria vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tiết lộ mới nhất này về việc S-300 được nhìn nhận như là một gáo nước lạnh rồi vào những thông tin cho rằng quân đội Syria đã không còn sử dụng hệ thống và cả với những cáo buộc S-300 vô dụng trước các cuộc tấn công của Israel. Dường như đây là những bức ảnh vệ tinh đầu tiên về S-300 được công bố trong vòng 6 tháng qua và chúng được chụp sau khi mà truyền thông nhiều nước lên tiếng chỉ trích các hệ thống phòng không của Nga rằng chúng đã bị rút hoàn toàn khỏi Syria. Trang Avia Pro đã viết, theo trang tin tức này, các bệ phóng của S-300 vẫn đang ở vị trí chiến đấu, sẵn sàng đập tan bất cứ cuộc không kích nào nằm trong phạm vi tấn công của nó. Thêm vào nữa, khu vực triển khai S-300 cũng được vũ trang đầy đủ, điều đó cho thấy hệ thống tên lửa này sẽ tiếp tục nhiệm vụ canh trời tại đây trong tương lai. Hiện nay chưa rõ S-300 đã được triển khai tại khu vực chụp ảnh này của Syri là từ khi nào, nhưng rõ ràng quân đội Syri vẫn đang chủ động sử dụng hệ thống tên lửa phòng không do nhà chế tạo. Cần thấy rằng phần lớn các thông tin chỉ trích S-300 đều đến từ các kênh truyền thông của Trung Quốc. Họ thậm chí còn lập luận rằng Syri sẽ thành công hơn nếu sử dụng các radar của Trung Quốc thay vì của Nga. Trong một diễn biến khác, Tiến độ sản xuất các linh kiện chính dành cho máy bay chiến đấu đa năng thế thứ 5 F-35 Lightning II của Tập đoàn Quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã bị vỡ trận sau khi các nhà lập pháp tại Washington loại ra Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chế tạo dòng tiêm kích tàng hình này. Thông tin trên được trang Breaking Defense công bố vào ngày 14 tháng 5 dựa trên những báo cáo mới nhất của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ. Theo đó, khoảng 15 bộ phận chính của F-35 từng được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đã không còn sản xuất theo đúng tiến độ thời gian cần thiết. Báo cáo của GIO cũng cho biết rằng Lockheed Martin đang phải gấp rút tìm kiếm các nhà sản xuất mới để chế tạo 1 năm thiết bị khác nhau từng do các nhà thầu quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đảm trách. Theo trang tin Spunit, đây là thương tích đầu tiên do các hệ thống phòng không F-400 của Nga gây nên đối với F-35 của Mỹ. Nguyên nhân là bởi vì Washington đã quyết định ngừng cung cấp F-35 dành cho Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời cũng loại Ankara ra khỏi chương trình chế tạo F-35. Sau khi mà nước này mua các tổ hợp tên lửa đất đối không tiên tiến S-400 từ phía Nga. Trong một thông tin khác, chính phủ Syria đã rất khôn khéo trong việc trốn tránh các đòn không kích từ phía Israel khi cho các máy bay vận tải của nước này chờ hàng từ Iran hạ cánh xuống căn cứ không quân của Nga tại Hemin. Theo thông tin từ các chuyên trang theo dõi hàng không, thì các máy bay vận tải Syri đã thực hiện ít nhất là 3 chuyến bay từ Tehran đã xuống căn cứ Haymin tại tỉnh Latakia, phía tây bắc của đất nước, trong tuần trước. Những gì có trong các máy bay vận tải này không được tiết lộ, nhưng Israel từng liên tục theo dõi sát sao và sẵn sàng ra tay hành động khi phát hiện được chúng. Phía Israel cho rằng đây là các chuyến hàng chở vũ khí từ Iran sang phía Syri. Còn theo tờ Safran, hai vụ tấn công mới nhằm vào các binh sĩ quân đội chính phủ Syria lại vừa diễn ra ngày hôm qua tại miền nam dara trong vụ thứ nhất các tay súng chưa rõ danh tính đã sát hại hai quân nhân thuộc tổng cục tình báo quân đội Syria mid khi mà họ đang trên đường tới trạm kiểm soát saida ở batas phía đông dara các nguồn tin ủng hộ chính phủ Syria xác nhận đó là mohamed rehan và mohamed hus ở vụ tấn công thứ hai nạn nhân là aiham mohammad và em trai 14 tuổi của anh này tên là Ali. Họ cũng bị các tay súng giấu mặt tấn công tử vong tại địa bàn Musaas, nằm tại phía đông Dara. Hiện nay thì chưa có nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công này, nhưng các địa bàn phía đông Dara vẫn còn nhiều nhánh khủng bố IS đang hoạt động. Hai tuần vừa qua, quân đội chính phủ Syria đã tăng cường thêm lực lượng tới Dara và một chiến dịch tổng tấn công mới rất có thể sẽ diễn ra trong vài ngày tới đây. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, thì quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập thêm một trạm quan sát mới tại ngọn đồi Anabi. Đây là điểm cao nhất tại Ilip phía tây Bắc Syria. Theo kênh truyền thông đối lập Enas Balabi, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang khảo sát kỹ lưỡng vị trí ngọn đồi này cùng với các thị trấn lân cận tại vùng Mao Ezzawiyah. Nằm ở độ cao hơn 931 mét so với mặt nước biển, từ ngọn đồi Anabi có thể bao quát phần lớn tại đỉnh Nambazia, một khu vực rộng lớn tại Tây Nam Ilip cũng như là đồng bằng Angas thuộc phía Tây Bắc Hama. Việc thiết lập trạm quan sát Anabi trùng với thời điểm diễn ra chuyến tuần tra chung thứ 11 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên tuyến cao tốc M4 kết nối thành phố cảng Latakia với thành phố Aleppo. Cùng ngày thì quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triển khai 25 phương tiện chất đầy thiết bị quân sự tới vùng Elip mở rộng. Thổ Nhĩ Kỳ thì hiện nay đang nỗ lực để thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Elip ký kết ngày 5 tháng 3 với Nga Tuy nhiên, việc Ankara không ngừng tăng cường lực lượng tới đây cho thấy rằng họ luôn sẵn sàng đối phó với quân đội chính phủ Syria và phía đồng minh. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết rằng các lực lượng chính phủ Syria đã pháo kích vào một ngôi làng tại Cap và Anqas phía tây Lapo và thị trấn Kasapa tại vùng nông thôn Aleppo. Bên cạnh đó thì một số máy bay không người lái được cho là của quân đội chính phủ Syria cũng đẩy mạnh các hoạt động trinh sát tại Aleppo các phe phái đối lập đã bắn rơi một trong các UAV này tại địa bàn phía nam tỉnh Idlib. Ngày 14 tháng 5, thì quân đội cũng ghi nhận việc quân đội Syria bắn đạn pháo vào các làng Fleifel và Fosohin thuộc khu vực phía nông thôn phía nam Idlib, trong khi máy bay không người lái tích cực trinh sát là Sa Gap phía tây bắc tỉnh Hama. Vào ngày 14 tháng 5, thì một máy bay tác chiến không người lái UCAV chưa rõ danh tính cũng đã bất ngờ tấn công một xe chuyên dụng của nhóm cực đoan Tari Assam trên tuyến đường từ thị trấn Sami tới thành phố Sarakip tại phía nam Ilip thuộc quyền kiểm soát chính phủ Syria. Theo kênh truyền thông Smart, bốn chiến binh của HTS đã bị thương trong vụ không kích này. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mục tiêu là một chiếc SUV Hyundai Santa Fe màu trắng. Chiếc xe này đã bị tấn công trực tiếp bằng đạn dẫn đường chính xác. Vụ tập kích bất ngờ diễn ra chỉ vài giờ sau khi mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tuần tra chung thứ 11 dọc theo tuyến cao tốc M4 kết nối hai thành phố là Latakia và Aleppo. Vào tháng trước, các vụ tấn công bí ẩn bằng máy bay không người lái tương tự thì cũng đã diễn ra tại phía tây bắc tỉnh Hama, khiến cho một số tay súng do thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn thiệt mạng. Một số nguồn tin đối lập cáo buộc Iran đứng đằng sau các vụ không kích bằng UAV này tại vùng Elip mở rộng. Một số khác thì cho rằng Nga mới là bên chịu trách nhiệm. Trên thực tế, cả hai quốc gia này đều có thể thực hiện các khả năng như vậy. Trong một thông tin khác, Quân đội chính phủ Syria đã triển khai một số lượng lớn binh sĩ tới tỉnh Dara để tham gia vào một chiến dịch quân sự mới bên trong thành phố chủ chốt Tafas. Tờ báo Amas Daniel dẫn một số nguồn tin chiến trường cho biết, các đơn vị của quân đội chính phủ Syria mà chủ công là sư đoàn cơ giới số 4 đã di chuyển đến các địa bàn tại ngoài vi thành phố Tafasu khi nhận được mệnh lệnh từ Bộ Chỉ huy Quân đội Syria. Lực lượng tăng cường được huy động từ các tỉnh lân cận để tập trung triển khai tới Tafas chuẩn bị cho chiến dịch truy quét các phần tử phiến quân nổi dậy còn lại tại đây. Theo nguồn tin của Al Smart News, thì chiến dịch quân sự này sẽ sớm được phát động khi có thêm binh lính tới Đa Đa Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreza vào ngày 14 tháng 5 cho biết, việc Mỹ theo dõi và truy tìm dấu vết các tàu chở dầu tới Venezuela là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Trong thông tin liên quan trước đó, một số con tàu chở dầu được cho là đã rời Isan và di chuyển tới quốc gia Mỹ Latin này. Theo một số thông tin mạng, tàu chở dầu Klava của Iran đã đi qua kênh đào Suez trong tuần này. Tờ báo al -Mas Daniel dẫn một nguồn tin quân sự tại thực địa cho biết, vào ngày 14 tháng 5, tại địa bàn miền núi Badia, phía đông tỉnh Homs, đã diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Syria cùng lực lượng vệ binh Hồi giáo quốc gia với các phần tử khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Quân đội chính phủ Syria và lực lượng vệ binh quốc gia đã đánh bật được các tay súng khủng bố IS âm mưu đột nhập chiến tuyến của họ tại phía đông tỉnh Homs, lợi dụng đại dịch COVID-19 và sử dụng chiến thuật đánh rồi chạy. Lực lượng khủng bố IS đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào các vị trí của quân chính phủ Syria và buộc quân đội chính phủ Syria phải có các biện pháp đáp trả. Trong một thông tin khác, thì truyền hình nhà nước Iran ngày hôm nay đưa tin Abolfazl một sĩ quan chỉ huy của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bị tử vong tại Syria. Tuy nhiên, việc Salat bị giết hại như thế nào, thì các hãng tin tức Iran lại đưa ra những thông tin mâu thuẫn với nhau. Hãng thông tấn MES đã cho biết rằng ông này đã bị thiệt mạng do dính bẫy mìn của khủng bố IS tại phía đông Aleppo vào hôm Chủ nhật, trong khi hãng thông tấn Phà lại cho rằng viên sĩ quan này bị giết hại trong cuộc đụng độ giữa các phần tử khủng bố tại thị trấn Khanaser cũng thuộc Aleppo. Theo kênh truyền thông Iris Salah sống cùng vợ với hai người con tại Aleppo và có một vai trò quan trọng tại sở chỉ huy của trung tâm này. Theo truyền thông Iran, thì Abu Farsalah có mối quan hệ thân cận với tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds, đã bị Mỹ không kích sát hại tại sân bay quốc tế Baghdad, Iraq hồi tháng riêng năm nay. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.